Rồi, Trà Bò Thanh Tính xin chào anh em. Bò mới về đây. Về chuồng luôn anh em ơi. Một con ba bê siêu sáng. Rít muối. Muốn rít muối luôn, quá trời cái đất này. Cái lưng nè, con số 2 nè, mới về 1 cặp Barbie kem vàng xương nè, khủng khiếp luôn ha, dài đít nè, một gang tay luôn nè, mỏ đen nè, Barbie kem ở lỗ tai nhớ gứt ha nè. Anh em nào thích thì liên hệ mình ha. Nay cuối tuần này về bò đẹp nhóc anh em này. Đây, game F2 này. Lông hơi to. Thì đít này. Cũng khiếp luôn cái mặt. Nhìn xương này. Hết hồn luôn anh em ơi. Mặt này. F2 hơi khì khì anh em. Dàn vai nữa nè, trùng luôn, quá trận bò. Con số 3 hết nè, con số 4 này về Barbie kem không anh em ơi. Một lô bò kem đẹp. Con số 5 nè, cái con này thì mình thả cái dạng thả lưng dây thì phê không, F2 cỏ không đăng nè. Bò đẹp không hết anh em, giá từ 23 triệu lên hết anh em. 5 con kem trắng đây. 3B. Cặp 3B. Ăn no để nằm đây nè. Hai con kem vàng hết nè. Con bò này mới về luôn. Mới trở về là 5 con. Kem vàng ha, xương cối nha nè, cạnh đuôi cho bá lửa con bò luôn, lưng F2 không nha, mình bắt F2 không, cái mặt nè, đây, hai rít muối của mình còn ha nè, gì con, đó, rít muối đó, bò này đã mình mua không là 28 triệu rồi. Kêu bán có 28,5 triệu hay nè. Màu đẹp. Chân cẳng thẳng băng ha. Chú ít muối thì con nào chứ nó cũng nhỏ anh em ơi. Mua đã 28 triệu rồi. Bò đẹp mà đâu có mua rẻ cho người ta được hay nè. Con này cái chân nó xuống xe tới giờ còn đau. Đi gà đơ gà đơ. Lô luôn hết anh em. Rít muối đây. Ba con 3B hết anh em. Ba con 3B. Rồi tổng cộng là 7 con kem, 7 con bò kem hết anh em. Mới về 5 con, mới xuống xe một lô luôn nè. Con này đít hết hồn. Nhìn em coi năng nè. Đó. 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 Barbie kem đang dữ lắm. Tin này là lô này là tin Barbie kem không. Con này quá trời cái đít luôn. Mới xuống xe năng nè.
Rồi cuối tuần là mình về bò đẹp nhất hết em. Dễ lựa. Bò đẹp nhất. Ăn thua giá cả thôi. Con này quá trời cái lưng như cái tấm ván ngựa luôn. Hết hồn cái lưng. Gan tay của mình mà còn tấm nữa nè anh em thấy không? Bò người ta lựa, anh em lựa cái dây trước nó như vậy nè. Đó. Cái cổ nè. Khi mà con bò này nó lên thịt rồi là cái cổ nó không còn quay liếm được cái dây nó luôn đó. Lỗ tai nhỏ đứt nha, mỏ nè. Cái lưng nè. Rồi anh em nào thích thì liên hệ mình ha. Trời bò Thanh Tĩnh. Ấp Tư Thành Phố, cầu kè Trà Vinh hết nè. Quá trời mặt hết hồn bò thiệt, để mình sát lộ luôn ha, sát lộ lớn luôn ha anh em. Trời bò Thanh Tĩnh ha, rồi mình chào anh em ha, anh em nào thích thì liên hệ mình ha.